Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi tạp chí công nghệ sống kết nối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, vừa qua tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam đã công bố và trao tặng danh hiệu chìa khóa vàng 2020. Đây là một trong các hoạt động thường niên được Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam triển khai từ năm 2015 cùng với chuỗi các sự kiện Ngày An toàn Thông tin Việt Nam dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nối tiếp thành công của những năm trước, chương trình bình chọn năm 2020 đã trao danh hiệu chìa khóa vàng cho các sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin, sản phẩm công nghệ thông tin an toàn đã khẳng định được chất lượng, tính ưu việt và hiệu quả do các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam làm chủ về công nghệ. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược Make in Việt Nam của chính phủ. Qua quá trình thẩm định sơ khảo và trung khảo, ban tổ chức đã lựa chọn và trao danh hiệu chìa khóa vàng cho 45 sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin, giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu phục vụ cho chuyển đổi số của 17 doanh nghiệp, tổ chức an toàn thông tin trong cả nước. Lần đầu tiên chúng tôi tham dự giải thưởng chìa khóa vàng, rất vinh dự là công ty đã đạt hai giải, là giải máy tính an toàn và camera có tính bảo mật cao. Thì đây là những sản phẩm mà chúng tôi đang cố gắng đưa ra thị trường và hy vọng với cái giải thưởng này thì sẽ mang lại nhiều cái ý nghĩa về mặt niềm tin của khách hàng về tính an toàn của sản phẩm, cũng như là khẳng định một lần nữa là cái định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực Make in Việt Nam của VNPTOG là đang đi đúng hướng. Hai sản phẩm giải pháp này là đều trong khuôn khổ chúng tôi làm trong đề tài cấp nhà nước thuộc chương trình KC01 1620 thì đã được nghiệm thu và được đánh giá rất cao bởi các hội đồng chuyên môn. Hạng mục cao nhất là sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc, có sự góp mặt của những đơn vị lớn về công nghệ như Viettel, VNPT, BKAV, công ty CMC. Các sản phẩm tiêu biểu được nêu tên như máy tính an toàn, hệ thống camera bảo mật cao, dịch vụ kiểm tra đánh giá an toàn thông tin mạng, BKAV VPN Gateway, tường lửa ứng dụng web CMC. Giải thưởng bình chọn cho các sản phẩm dịch vụ năm nay của Hiệp hội An toàn Thông tin đã được mở rộng từ 3 lên 5 hạng mục. Đó là những cái hạng mục về các cái sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc. Đó là các cái hạng mục về sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc, hạng mục về các dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu. Và có hai hạng mục mới là hạng mục về các giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số, và cuối cùng là hạng mục thứ năm là hạng mục về đánh giá các giải pháp hóa đơn điện tử an toàn. Với cái năm hạng mục này thì năm nay cuộc bình chọn của Hiệp hội đã thu hút được 18 doanh nghiệp tham gia với 56 cái hồ sơ bình chọn đã đăng ký. Đó là một cái khối lượng mà đã tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái. Kết quả bình chọn năm nay cho thấy sự trưởng thành và đa dạng của các sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin của các doanh nghiệp trong nước, với mức độ nội địa hóa và tự phát triển giải pháp khoa học kỹ thuật rất cao và hoàn toàn làm chủ công nghệ trong nhiều lĩnh vực. Cục Hàng không Việt Nam đã vừa có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam, các hãng hàng không nước ngoài đi và đến